Thực hiện MV này, cho nên ngày hôm nay được xướng tên tại đây, tại Làn Sóng Xanh, một giải thưởng rất là giá trị trong cuộc sống của những người làm nghệ thuật. Không biết là Hoà Minzy ngay bây giờ muốn chia sẻ điều gì? Rất là dễ thương và tràn đầy cảm xúc cho cái gì. Thắng ơi! Thắng ơi! Thắng ơi! Gần 7 năm qua, năm nào em cũng có trong đề cử của Làn Sóng Xanh hết. Và có 4 năm đầu tiên thì năm đầu tiên là gương mặt phát hiện và 3 năm tiếp theo là gương mặt triển vọng, thì đến năm thứ 4 thì em mới nhận được giải thưởng gương mặt triển vọng, và hôm đấy không được tổ chức lễ, có tổ chức nhưng mà ai cũng được lên sân khấu nhận hết ạ. Nên em không có cúp và trời ơi, khóc là đúng rồi. Đến những năm tiếp theo thì thật sự là có rất nhiều điều đã xảy ra với Hoà Minzy, và kể cả trong cuộc sống lẫn như là trong sự nghiệp thì thật sự là có nhiều chuyện lắm, nhưng em đầu tiên thì em xin được cảm ơn nhạc sĩ Mr. Siro đã nhận lời đồng ý sáng tác cho em ca khúc này để em cùng ekip của mình có thật nhiều cơ hội để sáng tạo nghệ thuật. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Đó là cái thoại mà không có micro. Vâng. Thứ tiếp theo là em xin được cảm ơn ekip của MV Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp. Xin cảm ơn đạo diễn Kawai Tuấn Anh, biên kịch Minh Châu và toàn bộ ekip sản xuất, trang phục, make up, anh em ánh sáng, âm thanh, tất cả mọi thứ. Gần mấy trăm con người đã cùng nhau và quay MV này trong suốt thời gian rất là dài, và đã chuẩn bị gần hơn 2 năm để có thể quay MV này, thì đây là một cái, thật sự là đây là một sự nỗ lực không thể nào mà nói được. Nhưng mà em không biết em có nói được nữa không, nhưng em xin nói thêm một ít nữa là tại vì thật sự em xin lỗi anh chị, là tại vì em chuẩn bị cái này đã gần 7 năm rồi. Trời ơi, chắc là cái sớ nó dài lắm em ạ, mình túm gọn lại tí xíu. Dạ. Thì em xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ Hoà Minzy, dù cho có chuyện gì xảy ra và đã bao nhiêu khó khăn, scandal, những lần vạ miệng vớ vẩn, nhưng mà mọi người vẫn bỏ qua và bên cạnh Hoà Minzy. Và đặc biệt là cảm ơn tại gia đình Liều của Hoà, trong suốt 7 năm qua mọi người đã không bỏ rơi Hoà và vẫn ở bên cạnh. Hôm nay là lần đầu tiên Hoà được trên sân khấu, và cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mừng Hoà Minzy. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn và chúc mừng đến với Hoà Minzy cùng với ekip của mình, và đặc biệt hơn hết là chắc hôm nay mình sùng tin là các bạn sẽ có nhiều động lực hơn nữa để có thể sản xuất nhiều MV để chúng ta vinh danh trong những năm tiếp theo, đúng không? Một tràng hô tay chúc mừng. Một lần nữa xin được chúc mừng.